Nên thưa quý vị và các bạn, sau khi mà chúng ta đi tàu để chúng ta bắt đầu lên chùa Lợi Âm xong thì chúng ta bắt đầu là lên chùa Lợi Âm. Đây là đường sau khi mà chúng ta xuống tàu chúng ta đi lên chùa Lợi Âm. Đường lên chùa thì có bán các cái hàng ăn vặt. Đây, chẳng hạn như đây là khoai, trứng, nước, xúc xích và các đồ ăn vặt. Lạnh không? Hôm nay thời tiết cũng không lạnh lắm. Đường lên chùa Lợi Âm thì khá là hẹp và khá là nhỏ không biết bạn. Thế này thì người ta cũng đổ các cái một dọc bê tông rộng khoảng 1 mét để cho quý vị bạn chúng ta lên chùa. Xung quanh là các cái cây cối của rừng núi. Và khi mà quý vị bạn chúng ta mà có buồn đi vệ sinh thì dọc đường này cũng có các cái nhà vệ sinh để phục vụ cho quý vị bạn. Nghiệp dư. Khi mà lên chùa Lợi Âm thì quý vị bạn ơi, chúng ta nhớ là đi những đôi dép đôi giày, gót nó không cao quá bởi vì là đường đi lên cũng khá là dốc và trơn. Nếu mà trời mà mưa thì khá là trơn quý vị bạn. Ở đây là cái đầu tiên mà chúng ta đặt chân lên chùa Lợi Âm. Sau khi mà chúng ta đến cái điểm đầu tiên, chúng ta thắp hương xong thì chúng ta tiếp tục rẽ trái ra và đi lên cái khu chính của chùa Lợi Âm. Và đây là đường lên chùa, có bán các cái vòng tay, vòng cổ, sáo và các đồ chơi cho trẻ em. Dứa nhỏ 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 này thơm lắm này. Thơm. À đây, cây dứa lê luôn. Đây là các cái cây dứa mà sinh vừa. Nó sẽ cho những cái quả dứa để chúng ta thu hoạch như chúng ta vừa nhìn thấy đấy ạ. Cháu đang đi bọn mình đi chùa. Đi chùa. Cháu ở ngoài nhìn mưa nhưng mà mưa mà. Đây, các cái đồi dứa, đồi thông. Đây là quả dứa của những cây dứa đây quý vị bạn.
và dứa nhỏ nhỏ này thì rất là thơm. Nó không như dứa những cái dứa lai. Đây là cây dứa. Những cái dứa lai thì là quý vị bạn có thể ăn thì quả nó to. Nhưng mà tốt nhất là ăn những cái quả dứa cỏ, nó rất là thơm ngọt, có vị của cái những cái quả đồi dứa. Ấy được lên dốc. À đây là đường mà chúng ta vừa đi lên. Muốn chụp ảnh phải chạy chạy nhanh lên mới chụp được chứ. Từ bến thuyền mà đi lên chùa Lưỡi Âm là chúng ta đi bộ cái việc bạn nhé, chứ không không phải là chúng ta có xe điện nữa đâu. Chính vì thế mà cái việc bạn khi mà chúng ta đi chùa thì chúng ta nên đi những đôi dép, đôi giày mà làm sao mà đế nó thấp để chúng ta còn đi bộ. Thế tí biết chừng xuống mua. Từ đấy lên chùa còn xa không anh nhỉ? 2 cây rưỡi. 2 cây rưỡi, vâng, cảm ơn anh. Từ đây trên kia mới có khoảng 500 mét. À vâng. Dạ, cảm ơn anh. 2 cây rưỡi thôi. Quý vị và các bạn, từ cái bến tàu mà chúng ta đi lên đến chùa Lợi Âm là nó rơi khoảng trên dưới 3 cây. Trên dưới 3 cây quý vị bạn, từ bến tàu chúng ta xuống tàu chúng ta đi lên chùa Lưỡi Âm là khoảng trên dưới 3 cây. Và trong quãng đường đi tàu của chúng ta thì đi khoảng trên dưới 4 cây nữa. Là tổng cộng mà chúng ta bắt đầu xuống xe chúng ta đi lên chùa Lưỡi Âm. Và chúng ta phải di chuyển khoảng là trên dưới 7 cây. Hôm nay thì trời sương mù rất là dày. Người ta bảo đến cặp tiên lấy nước. Dọc đường đi thì có các cái quán như này quý vị bạn. Và có những cái quán để chúng ta trời mùa đông nhưng mà xuân nhưng ta ăn kem, những cái kem như này nó rất là tuyệt vời. Đây các cái bạn đang của một lắc đang ăn kem. Chưa đi chùa đâu nhỉ? Trên nhá. Đây, đường đi lên cái việc mà chúng ta thấy có những cái nó trơn trượt như thế này. Hôm nay trời mưa cũng rất là trơn. Đó, chú bế qua đoạn này. Oh,
nhiều hòn đá cuội rất là trơn quý vị bạn. Chúng ta khi mà quý vị bạn chúng ta lên chùa Lợi Âm chúng ta đi cẩn thận nhé, đặc biệt là các em nhỏ. À, vâng quý vị bạn, đây là chùa Lợi Âm rồi. Đây, đã đến lên công chùa Lợi Âm. Và video của kênh Việt Nam Travel ngày hôm nay xin tạm dừng ở đây. Xin mời quý vị bạn chúng ta hãy khó nhấn nút đăng ký kênh, đăng ký miễn phí của quý vị bạn nhé, để chúng ta theo dõi tiếp cái phần cùng với kênh Việt Nam Travel đi lễ chùa đầu năm. Xin hẹn gặp lại quý vị bạn trong những cái video tiếp theo. Nào, gia đình lên đi. Đây này, gia đình lên. Con kèo bạn đã đi rồi.